đây mình đang view từ biển Mũi Né. Biển Mũi Né trong đó là view sang Hòn Rơm, sang bán đảo Hòn Rơm này. Từ biển bây giờ trời cũng nhá nhem tối rồi, và cũng rất khá là nhiều người đang tắm. Bãi biển này rất là đẹp, mọi người thường ra đây hóng mát này. Rất là nhiều người, sóng xô rất là đẹp, bọt thường làn sóng trắng xóa. Kia view sang Hòn Rơm nhé, đó là dự án Sunshine Tết Mũi Né của tập đoàn Sunshine Group. Bạn quan tâm liên hệ số điện thoại 0913371482. Đây, ở đây có rất nhiều người đang tắm, rất là nhiều người đang tắm đây. Điện thoại 0913371482 để có thông tin chi tiết về dự án. Mình đang đi trên đường Xuân Thủy nhé. Đây là đường Xuân Thủy đi đến dự án này, đi đến bán đảo Hòn Rơm này. Cảnh rất là tuyệt vời, rất là đẹp, và hoa giấy giờ đang nở rộ. Đây, khung cảnh rất là hữu tình. Bên phải là biển, được cả ra bãi tắm. Trái là đồi, cây, đồi hoa. Đây là đường thủy này dọc biển, gọi là đường ven biển. Đi từ Hòa Thắng đi sang Hòn Rơm, đi sang Né và đi vào thành phố Phan Thiết đều đi qua con đường này. Mình đi từ Hà Nội đến dự án Sunshine hay đến Mũi Né thì mình đi qua đường Xuân Thủy này, thì rất là dễ vào dự án luôn, rất là gần cổng dự án ở trên mặt đường luôn. Hòn Rơm 2.
biệt ở cái con đường này nó khác với con đường các điểm khác, ví dụ như ở Đà Nẵng, Nha Trang hay Quy Nhơn. Cái đường này nó một bên là đồi và một bên là biển, mà dọc con đường là toàn hoa giấy, nó khác biệt ở điểm đó. Còn đường các biển nào thì nó rất là mát. Để có thông tin chi tiết về dự án.